Vâng, em xin chào cả nhà nhá. Thì cũng trao đổi với cả nhà là hôm nay em xin phép là được làm một cái video để trao đổi về cái câu hỏi của một bác ấy, là hỏi em là cái na thái của tôi ấy, là tôi cắt gần cũng ngang ngang mấy của anh ấy. Thì bây giờ nó ra được 3 đến 5 phân rồi, thì bây giờ tôi cũng không tự tin là không biết là phun cái gì xử lý ra sao. Thì cũng bảo em là sẽ lên vườn và quay làm video xong rồi để trao đổi cái quá trình mà phun thuốc rồi tưới nước cho cái cây na như thế nào. Đấy, thì nói thật sự em rất là bận, nhưng mà để mà cho các bác ấy là nắm bắt thêm cái thông tin, cái này để trao đổi thôi các bác nhá. Cái này em chỉ trao đổi thôi. Để các bác nắm bắt thêm cái thông tin trong quá trình làm cái cây á, thì chiều nay cũng chiều muộn muộn rồi này. Em cũng lên vườn để trao đổi với các bác một số cái vấn đề trong quá trình chúng ta làm cái cây na này này, làm sao cho nó hiệu quả. Đấy. Vấn đề thành công hay không thì em không dám chắc chắn. Tuy nhiên đây cũng là cái câu chuyện để trao đổi, thì thông qua cái video này thì cũng sẽ đóng góp một phần nào đó cho cái quá trình làm na cho một số các bác khi mà xem video này. Bây giờ em xin là đi vào nội dung chính nhé. Rồi. Thì trao đổi với các bác là cái cây na là bây giờ là nó ra đọt như thế này này. Cũng tương đối rồi đây. Đọt rồi bông như thế này đây. Đấy, bông đây. Đấy, bông này. Thì cái đọt mấy cái này thì cái lá của nó các bác để ý rằng là tương đối mở rồi. Đấy, nó tương đối mở rồi, nó không còn nhỏ nhỏ như mấy video vừa rồi em làm nữa. Này. Đấy, các bác thấy cái đọt cái bông nó đẹp không? Toàn bông ở sát cái cành đấy nhá. Này. Đấy. Bông này. Mở thế. Đây này. Đấy, các bạn thấy không? Thì trong cái giai đoạn này ấy, thì báo cáo với các bác là vườn na này của em ấy là em xịt, chưa xịt bất cứ một cái gì khác ngoài thuốc sâu các bạn nhé. Đấy, chưa xịt cái gì khác ngoài thuốc sâu. Ngoài thuốc sâu, mà thuốc sâu này em xịt là có hai dòng, là lưu dẫn và tiếp xúc vị độc. Cái thằng tiếp xúc vị độc ấy thì em sử dụng là hai hoạt chất rồi. Em đảo đi để cho nó đỡ bị nhờn ấy. Thì lần đầu tiên này em xịt là cái thằng alpha sibecvitin cộng với cả cái thằng lưu dẫn, là hoạt chất là acetamibrid. Đấy. Rồi imidacloprid, đấy là hoạt chất lưu dẫn của hai cái hoạt chất đó, em trộn với cả cái thằng sibecvitin ấy, là cái thằng thuốc muỗi đấy các bác. Các bác hay mua hay gọi là thuốc muỗi đấy. Đấy. Thì lần sau ấy là em có xịt cái lưu dẫn đấy cộng với cả cái thằng là albametin, A3metin. Đấy, 3.6. Nhưng các bác nhớ cho em là cái dòng A3metin hoặc là sibecvitin. Đấy, những cái dòng tiếp xúc vị độc ấy là các bác xịt cho em chỉ một nửa lưu lượng các bác nhé. Một nửa lưu lượng thôi. Nếu không thì nó cháy hết bông và lá này luôn. Còn riêng lưu dẫn thì các bác xịt cho em khoảng 2 phần. Nhẹ hơn một tí so với khuyến cáo thôi. Ví dụ một cái gói thì nó nói là hòa với 100 lít. Gói 100g, ví dụ đấy nhé. Ví dụ một gói 100g hòa 100 lít thì em sẽ hòa với 120-130. Ví dụ như thế. Đấy. Thì chúng ta sẽ hai thứ nó cộng lại với nhau. Nói thật các bác cứ làm như thế, các phun trên vườn các bác sạch bách, không có còn gì xuất hiện luôn. Đấy. Thì chúng ta lên trộn với nhau, nhưng mà nhớ phải đảo thuốc liên tục. Đấy, đảo thuốc liên tục nhé. Còn trong cái giai đoạn này thì với cái cây na của em như thế này thì chắc trong ngày mai em sẽ cho tiến hành phun. Và nếu mà để đảm bảo ấy, thì ngày mai thì vẫn là cái dòng thuốc sâu thôi. Đấy, vẫn là dòng thuốc sâu nhưng mà nó nhẹ thôi. Nói thật sự là em phun rất là nhẹ nhé. Đấy, cả lưu dẫn lẫn tiếp xúc vị độc rất là nhẹ thôi. Em sẽ trộn thêm là cái thằng combi, nó có nghĩa là cái vi lượng ấy. Đấy, để làm sao combi vi lượng ấy, nó sẽ làm cho cây lá của chúng ta này này, nó sẽ đều và nó không bị vàng, không bị dị tạch. Đấy, vi lượng. Tại vì cái cây của chúng ta ra này này, trong quá trình chúng ta cắt bây giờ nó ra cái đọt này là nó sẽ chắc chắn là nó sẽ thiếu vi lượng. Đấy, thiếu vi lượng. Này. Cái này nó ra mấy lần bông luôn này.
thì chúng ta sẽ hòa vi lượng vào, chúng ta phun. Tại sao chúng ta phun lúc này? Báo cáo các bác là cái lúc mà lá của nó đã mở rộng đều rồi. Đây này, cái lá nó mở rồi. Đây này, đấy, các bác thấy không? Lá mở hết rồi. Thì chúng ta phun để nó cung cấp dinh dưỡng và cái vi lượng cho cây, là để những cái đọt nó ra này, nó ra tiếp theo này này, là nó rất là đều và đẹp nhá, xanh mướt. Đấy, na này của em thì không cần phải phun thêm 10 60 10, vì hoặc là nếu mà của các bác mà nó ra cái đọt nó mập ấy, nó mập mà nó lá nó to, chuẩn bị nó to rồi đấy. Đây, nó ví dụ như thế này đi, như thế nào nhỉ? Đây, như thế này đi. Đây đấy, em ví dụ như là cái lá của các bác ra nó đều mập mập như thế này này. Đấy, thì các bác cộng thêm 10 60 10 và các phun cho em. Đấy, nhưng cái này của em là thỉnh thoảng mới có một cái thôi. Đấy, đến giờ phút này vẫn chưa tưới các bác nhé, không tưới luôn nhé. Đấy, các bác cứ quan sát cái cỏ trong gốc cây của em kìa. Đấy, nó khi nào nó héo thì chúng ta tưới, còn không héo thì thôi. Nhưng mà tưới là tưới thật ít thôi nha. Nhiều bác nhiều khi nói từ ít với các bác ấy là nó khó lắm, tại vì các bác thương cây quá. Đấy, các bác thương cái cây na quá, nhiều khi bảo ít thôi nhưng các bác cứ dí thêm một tí nữa, các bác tưới bằng vòi, nhiều khi là nó nước nó tỷ lệ nước nó rất nhiều, bảo là tưới ít thôi nhưng các bác cứ dí vào tí, chốc nữa nó thành nó nhiều mất rồi, nó đi đọt rất là mạnh nhé. Bảo tưới ít đấy nhưng mà thật ra nó rất là nhiều. Thì qua ngày mai em sẽ cho là phun thuốc sâu cộng với combi vi lượng. Đấy, lúc này em vẫn chưa cho phun bo canxi đâu các bạn, chưa cho phun đâu. Đấy, 1 tuần hoặc 10 ngày sau nữa em bắt đầu em mới cho phun bo canxi. Đấy, thì cái này thì chúng ta vẫn chưa tưới nước, để xem thời tiết nó thế nào. Ví dụ như thời tiết nó râm râm, nó mát mát thì chúng ta không cần phải tưới. Nhưng nếu mà nắng gắt các thứ ấy, mà nó héo đấy, nó nứt nẻ cái đất ấy, thì buổi chiều tối các bác nên tưới nhé. Nhớ là tưới vào buổi chiều tối nhé, ban ngày chứ buổi sáng không tưới nhé. Đấy, các bác tưới được như thế thì tốt, vào buổi chiều tối cho cây nó chống sốc. Đấy, thì chúng ta qua tuần sau ấy, 10 ngày nữa, 7 ngày đến 10 ngày nữa em sẽ cho là xịt bo canxi cộng với thuốc sâu. Đấy, cứ bo canxi chúng ta xịt, nếu mà được thì chúng ta lên xịt riêng bo, riêng canxi đấy, cộng với thuốc sâu. Thì canxi chúng ta có thể xịt cho nó một cữ, xong rồi chúng ta chỉ xịt bo thôi. Đấy, khi nào nó đậu thành cái trái nhỏ nhỏ rồi là chúng ta tiếp tục chúng ta xịt thêm canxi. Đấy, theo em này, em xịt canxi một lần. Đấy, canxi em xịt trước 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 bây giờ một lần, khi nào nó lở bông, bắt đầu lở bông thêm một lần nữa. Lại có thể là 2 lần nhưng mà nhẹ thôi các bác nhé, nhẹ thôi. Bo cũng thế, bo chúng ta xịt cho nó là một một tuần nữa em xịt bo. Đấy, xong rồi là em sẽ duy trì nó cỡ khoảng, cứ mỗi lần em lại thêm cho nó bị ít bo vào đấy. Cái bo thì chúng ta nên cung cấp tương đối nhiều một tí, tại vì nó rất là quan trọng. Đấy, cái bo nó làm cho cái bông chúng ta lở rất là khỏe. Đấy, phấn nhiều, tỷ lệ bung bung phấn rất là mạnh, thì cây nó sẽ thụ phấn được được nhiều quá. Đấy, cây sẽ thụ phấn được nhiều, tỷ lệ trái đậu cao và nó sẽ tròn cái trái, trái nó đẹp. Chứ còn chúng ta mà không 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 cung cấp đủ bo thì trái nó thường méo các bạn, thường méo nhé, và tỷ lệ đậu sẽ kém. Đấy, thì tổng hợp lại cái video này thì chúng ta có thể nói là lúc này thì bắt đầu chúng ta xịt thuốc sâu cộng với cả combi vi lượng combi, xong 1 tuần đến 10 ngày sau là chúng ta xịt thuốc sâu cộng với thằng bo canxi. Đấy, định kỳ thế thôi, định kỳ. Xong rồi rồi là 1 tuần đến 10 ngày sau nữa là chúng ta tiếp tục chúng ta xịt một ít thuốc sâu nữa cộng với thằng bo, đấy, siêu bo. Đấy, có thể là chúng ta trước khi nở là chúng ta cuối cùng là chúng ta phải xịt một cữ rất là cẩn thận, là chúng ta phải trộn thêm là thằng thuốc nấm, thằng thuốc khuẩn, rồi bo canxi đấy, rồi thuốc sâu lưu dẫn để chúng ta cho cây bắt đầu vào lở bông, để chúng ta sẽ không xịt thuốc nữa. Đấy, chúng ta sẽ không xịt thuốc nữa nên là chúng ta phải xịt lưu dẫn thì nó mới có tác dụng lâu dài được. Đấy, thì video này trời cũng tối rồi, em cũng trao đổi cho các bác một cái khúc để chăm sóc như thế, chứ còn chưa hết được. Tại cái vườn của em thì nó sẽ đến cái giai đoạn nó lở bông,
rồi xịt cái gì như thế nào đó em sẽ tiếp tục làm các video để trao đổi các bác. Còn hôm nay tranh thủ thôi, tranh thủ cái bác đã hỏi em thì em trả lời như thế. Đấy, tranh thủ các bác hỏi em thì em trả lời như thế, thì chúng ta đừng có lo sợ cái gì cả, các bác đừng có thương cây quá. Đấy, chúng ta nên tập trung vào làm sao bảo vệ được cái chồi cái đọt này, nó không bị chích, không bị sâu ăn lá, không bị bọ xít muỗi, bọ trĩ rồi nhện đỏ các thứ nó chích teo cái đọt lại, teo bông lại là ok rồi. Còn nước thì thật sự là thật ít thôi. Đấy, rồi bo canxi chúng ta cung cấp thường xuyên, đặc biệt là bo. Còn vi lượng thì cung cấp một lần thôi. Đấy, rồi chúng ta sẽ cung cấp cho nó một lần thuốc nấm, một lần thuốc khuẩn. Đấy, là cây nó vào lở bông là ok. Vâng, thì em cũng trao đổi một số cái thông tin như thế để các bác nắm nhé. Thì còn bác nào còn thắc mắc hoặc như thế nào đó thì các bác cứ alo cho em. Đấy, thì các bác cứ nhắn tin hoặc alo cho em vào thứ bảy, chủ nhật hoặc là vào giờ nghỉ là buổi trưa hoặc là buổi tối. Thì em sẽ có thời gian để trao đổi với các bác. Em có cung cấp cái túi bọc trái cây na thái này này và cái giống na thái luôn. Đấy, thì các bác nào có nhu cầu nhé thì cứ alo cho em. Đấy, giống thì các bác yên tâm, tại vì em làm na thái các bác biết rồi là giống thì đảm bảo 100%. Đấy, chứ còn nếu vấn đề giống trôi nổi thì em sẽ không gửi cho các bác. Thì chúc các bác có thật nhiều sức khỏe, làm kinh tế thật thành công nhé. Chào các bác. Này, bông ra, bông này nó còn ra trước cái đọt các bác này. Này, bông ra trước đọt rồi. Máy nó mờ thế. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi, em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho la thái, xoài, bưởi diện, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn, phù hợp cho bưởi da xanh, mít thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.